Cô xin chào tất cả các con. Vừa rồi chúng mình đã nhìn thấy hình ảnh gì nào? Đó là hình ảnh cây thông Noel đấy. Và hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình bài tạo hình gấp và dán cây thông Noel. Đây là cây thông Noel mà cô đã gấp và dán đấy. Cô đã sử dụng bìa màu xanh lá cây để làm tán và cỏ. Còn đây là cái gì nhỉ? À, đây là thân cây đấy. Cô đã sử dụng màu nâu. Phía trên cây thông là ngôi sao năm cánh màu vàng đấy. Và cô đã dùng những chấm tròn nhỏ để trang trí tán lá cây thông. Để làm được hoạt động này, cô cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: giấy bìa các màu, kéo, keo sữa. Bây giờ chúng mình cùng đi làm cây thông Noel với cô nhé. Cô sẽ dùng kéo cắt những hình vuông có kích thước khác nhau. Từ các hình vuông này, chúng mình hãy xem cô gấp tạo thành những tán lá nhé. Cô sẽ lấy một hình vuông gấp đôi tạo thành hình chữ nhật, sao cho các mép giấy trùng khít với nhau. Các con chú ý khi gấp cần miết nếp gấp giống cô nhé. Từ hình chữ nhật, cô gấp tiếp từng bên tạo thành hình tam giác. Và các con làm tương tự với các hình vuông còn lại. Bây giờ cô sẽ dùng bìa màu nâu cắt hình chữ nhật để làm thân cây. Và đây là ngôi sao năm cánh để trang trí phía trên cây thông. Cô sẽ xếp những hình tam giác màu xanh vừa gấp tạo thành tán lá cây thông trước. Cô xếp hình chữ nhật màu nâu phía dưới làm thân cây. Sau đó, cô dùng keo để dán các tán lá và thân cây. Đầu tiên, cô dán tán lá nhỏ nhất trên cùng. Chúng mình chú ý chỉ lấy một ít keo sữa thôi nhé. Dùng ngón trỏ phết đều keo ra. Sau khi dùng xong keo, các con nhớ lau tay vào khăn cho đỡ dính tay nhé. Cô làm tương tự với những tán lá còn lại. Để tán lá dính chặt vào bìa, cô dùng tay viết nhẹ. Khi dán xong tán lá cuối cùng, cô sẽ dán nốt thân cây phía dưới. Để cây thông đẹp hơn, cô sẽ dùng ngôi sao và các chấm tròn để trang trí cho cây thông nhé. Và cô còn trang trí thêm những thảm cỏ để cho bức tranh thêm sinh động. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn chúng mình cách gấp và dán cây thông Noel rồi đấy. Ở nhà, chúng mình hãy làm cây thông Noel, sau đó nhờ bố mẹ chụp ảnh,
rồi chia sẻ với cô giáo và các bạn trong những giờ học lần sau nhé. Con xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con.